Chào mừng các bạn trở lại với Autobuy. Thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến những sự thay đổi rất là rõ rệt trong dịch và sau dịch Covid-19. Dường như người Việt lại thích chọn xe hạng B, không chỉ là những chiếc xe sedan mà còn là những chiếc crossover. Những năm gần đây, các bạn đã chứng kiến Kia Seltos làm mưa làm gió trong phân khúc như thế nào. Và nay, một mẫu xe cùng tập đoàn Hyundai nhưng lại là đối thủ. Hyundai Creta vừa được Hyundai thành công nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam. Xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 3 phiên bản. Giá đề xuất dao động từ 620 đến 735 triệu đồng. Trước mắt các bạn là bản cao cấp nhất, lại hai tông màu đấy, trên màu đen dưới màu đỏ, 135 triệu đồng. Với mức giá này, lăn bánh tại Hà Nội đâu đó khoảng 850 triệu đồng, không hề rẻ một chút nào. Đặc biệt trong thời gian qua, mẫu xe này vừa khan hàng, vừa bia kèm lạc 30, 50, thậm chí 70 triệu đồng. Ấy vậy mà doanh số thời gian vừa qua, trong 4 tháng gần đây kể từ khi ra mắt, đã đạt gần 4.000 xe, tức là trung bình khoảng 1.000 xe mỗi tháng. Thực sự là rất ấn tượng. Vì sao người Việt lại chuộng mẫu xe này đến như vậy? Hãy cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời trong video hôm nay. Về tổng thể, Hyundai Creta có thiết kế vuông vức nhưng lại mềm mại. Mặt ca lăng phẳng với sự mở rộng sang hai bên, kết hợp với nắp capo có phần hơi hạ xuống, giúp cho chiếc xe bề thế mà nếu nhìn từ phía trước, các bạn rất dễ lầm tưởng đây là một chiếc xe thuộc phân khúc cao hơn. Đặc biệt, với kiểu thiết kế mặt ca lăng này rồi là đèn định vị, hệ thống đèn pha như thế này, Creta còn được gọi là tiểu Tucson. Hệ thống chiếu sáng của Hyundai Creta là full LED với đèn pha, đèn cốt, hệ thống đèn định vị. Đấy. Đáng tiếc là xe chưa có đèn sương mù. Tuy nhiên, một điểm gây ấn tượng mạnh đối với tôi đó chính là hệ thống đèn chiếu sáng này không chỉ tự động bật tắt mà còn tự động cụp khi gặp xe ngược chiều. Xe cùng tầm giá này là hiếm xe có lắm. Bên hông xe, Creta sử dụng gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, tích hợp báo rẽ LED này và có cả sấy và tích hợp cảnh báo điểm mù nữa. Phía dưới này, xe sử dụng bộ vành lốp là 17 inch. Thực ra, đối với một chiếc xe crossover hạng B mà lại có cái khoảng sáng gầm lên tới 200mm như thế này, sử dụng một cái vành tầm 18 inch trông sẽ đẹp và cân đối hơn. Tuy nhiên, nếu xét về sử dụng, việc sử dụng vành 17 inch với lốp hơi béo kích cỡ 215/60 R17 như thế này đã góp phần cho một con số độ ồn trong khoang cabin rất ấn tượng mà tôi sẽ chia sẻ ở phía sau. Creta sử dụng phanh đĩa cả trước cả sau. Hệ thống treo thì treo trước dạng MacPherson, treo sau dạng thanh răng xoắn. Đây là một cái trang bị hệ thống treo phổ biến đối với những xe phổ thông rẻ tiền. Sự mềm mại vẫn là cái nét nổi bật ở phía đuôi xe Creta. Những đường gân dập nổi như thế này dễ khiến tôi liên tưởng đến xe sang Audi hay là mẫu xe thuần điện Ioniq 5. Điểm nhấn nổi bật nhất đó chính là cụm đèn hậu với thiết kế dạng như một chữ Z, rất khác biệt, rất nổi bật, nhưng khác biệt đến mức mà tôi cảm nhận là không có sự ăn nhập gì lắm so với phía đầu xe. Không gian nội thất và những tính năng trên xe Creta khiến tôi khá ấn tượng. Các bạn có thể thấy với thiết kế mặt tablo phía trước này hơi hõm xuống, người ngồi phía trước có cảm giác không gian được rộng mở hơn, thoải mái hơn. Những tính năng thì rất ấn tượng, trang bị
nào là màn hình hiển thị phía trước, rồi là màn hình cảm ứng, đều là 10,25 inch, rất là rộng, điều hòa tự động một vùng. Tất nhiên một mẫu xe hạng B như này là không cần gì đòi hỏi hơn. Rồi là các phím bấm trên vô lăng. Đặc biệt phần cần số cũng thiết kế rất là đẹp. Xe có cái tính năng như là phanh tay điện tử hay là chế độ giữ phanh. Với việc thiết kế tắp bi cửa theo kiểu vuốt như thế này từ trên xuống dưới giúp cho cái thao tác của người lái rất là thuận lợi. Và điểm mà tôi thích nhất, ấn tượng nhất trên chiếc Creta này đó chính là ở xe này đã có tính năng sưởi và làm mát thông gió. Đấy, mùa hè như này tôi rất hay bị hiện tượng mồ hôi ở dưới phía đùi và lưng, thì nhờ cái tính năng thông gió này rất dễ chịu, rất thoải mái. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là chiếc xe này hoàn hảo, bởi vì cũng có khá nhiều điểm tôi thực sự chưa ưng ý. Ví dụ như là những cái thiết kế chất liệu nhựa ở táp bi, rồi táp lô, vân vân. Đấy, nhựa nó khá là rẻ tiền, cứng. Rồi là phần bệ tì tay này chưa thực sự hữu ích. Khi mà ngồi lái mà muốn dựa xuống thì nó không có một cái điểm tựa mà cũng không thể di chuyển được. Đấy. Ngoài ra, mặc dù chất liệu da rất hay, rất dễ chịu, nhưng chiếc ghế của Creta này lại chỉ là ghế chỉnh cơ. Nó khác biệt, thậm chí ngay cả với thông cáo báo chí mà Hyundai gửi, nó là chỉnh điện 8 hướng. Thế thì chiếc xe này đây, cao cấp nhất đây, vẫn chỉ là chỉnh cơ mà thôi. Chắc là có một sự nhầm lẫn nào đó. Vô lăng này tích hợp tất cả các phím bấm khá là thuận lợi. Nào là kiểm soát hành trình, rồi là hỗ trợ giữ làn, âm thanh ở bên trái đây. Tuy nhiên, với thiết kế kiểu ngang như thế này, người ta thường nghĩ đến cái thao tác gạt lên gạt xuống. Nhưng ở chiếc Creta này, bên cạnh việc gạt lên gạt xuống thì xe còn có cái nút bấm nhấn xuống OK. Có lẽ là cần phải thời gian để làm quen với cái sự thay đổi này. Không gian hàng ghế thứ hai của Creta cũng khá ấn tượng. Các bạn có thể thấy đây, một người nhỏ nhỏ như tôi thì có cái khoảng để chân với hàng ghế trước lên tới gần 30cm, hay là khoảng trống ở trên đầu lại cũng khá là thoải mái. Trang bị thì có cửa gió, điều hòa, rồi cổng sạc, chỗ để điện thoại, vân vân. Xe cũng có bệ tì tai xịn nhé. Đấy, với chỗ để cốc, cái này thì ngon rồi. Hàng ghế này thì có thể gập xuống được, nhưng mà không ngả thêm được nữa nhé. Chỉ có gập thế này thôi, không hoàn toàn phẳng. Đấy. Nếu như ghế sau này có thể ngả thêm một chút nữa thì sẽ hay hơn. Và đặc biệt, điểm trừ khác của hàng ghế sau đó là việc vị trí người thứ ba ngồi giữa này lại chỉ được trang bị dây đai an toàn 2 điểm thay vì 3 điểm. 3 điểm thì chắc chắn an toàn hơn. Xe sử dụng lốp dự phòng cùng loại với lốp chính, với kích thước lốp là 215/60R17 đây. Tuy nhiên, loại vành lại là không phải là vành như vành chính, mà lại vành sắt với họa tiết khác. Xe có đầy đủ các cái tính năng như là mở tắt này, thậm chí là khởi động từ xa, mở cốp. Đấy. Tôi sẽ khởi động từ xa nhé, nhấn và giữ thôi. Đó, rất đơn giản và thuận lợi. Về mặt an toàn, Creta có khá nhiều, gồm các hệ thống an toàn chủ động như chống bó cứng phanh, phân bổ lực phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, vân vân. Xe có camera lùi cùng cảm biến lùi. Bản cao cấp mà tôi đang cầm lái có hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm phía sau, cảnh báo va chạm khi rời xe, vân vân. Xe có 6 túi khí. Bất ngờ,
Có lẽ là cảm giác của tôi khi cầm lái và đạp ga chiếc Creta. Thú thực, mới nghe thông số động cơ 1,5 lít hút khí tự nhiên, công suất có 115 mã lực, mô hình xoắn 144 Nm thì tôi hơi e ngại. So với các đối thủ như Seltos Turbo, công suất tới 140 mã lực, mô hình xoắn 242 Nm hay của Peugeot 2008, các con số tương ứng là 133 và 230 Nm. Công suất động cơ của Creta thua kém khá nhiều. Tuy vậy, khi đạp ga Creta, bạn sẽ bất ngờ bởi khả năng vọt lên của chiếc xe không yếu như e ngại. Lợi thế của động cơ hút khí tự nhiên là chân ga có độ trễ thấp, giúp cho Creta đáp ứng được nhu cầu tăng tốc trong những điều kiện bình thường mà không có phần bị hẫng so với các xe khác. Bên cạnh đó, tôi nghĩ một yếu tố quan trọng nữa giúp xe có được kết quả trên là việc xe được Hyundai lắp cho hộp số vô cấp thông minh IVT. Loại hộp số này vừa tận dụng được lợi thế của hộp số vô cấp thông thường về sự êm ái khi tăng ga, vừa khắc phục được điểm yếu về độ trễ chân ga. Tất nhiên, đó là ở giải tốc độ thấp và tức thời. Còn ở giải tốc độ cao, khả năng của xe phù hợp với một chiếc xe động cơ 1,5 lít hút khí tự nhiên và di chuyển chủ yếu trong đô thị. Xe cần tới khoảng 6 giây để tăng tốc từ 0 lên 60 km/h, 8 giây lên 80 km/h và khoảng 12 giây mới lên được 100 km/h. Bên cạnh tính năng ghế sưởi và làm mát, điểm khiến tôi khá ấn tượng với Creta đó là độ ồn. Theo Hyundai, hệ số cản gió của chiếc xe này chỉ còn 0,35. Thực tế, chúng tôi chạy 100 km/h thì độ ồn tốt nhất chỉ ở mức 65,6 dB. 80 km/h là 62,6 dB và 60 km/h chỉ còn 59,7 dB. Các con số này tốt hơn khá nhiều những xe phổ thông cùng tầm giá khiến chúng tôi nghi ngờ nên đã thử đi thử lại nhiều lần nhưng kết quả cuối cùng vẫn giống nhau. Creta có độ ổn định khá tốt, ít văng đuôi khi chạy zig zag, hệ thống treo hoạt động tốt, các công nghệ Smart Sense khá hay, chẳng hạn như giữ làn, cảnh báo điểm mù. Điểm tôi chưa hài lòng là việc góc chữ A của xe vẫn chưa mang lại tầm nhìn tối ưu cho người lái, hay hệ thống Smart Sense mà không có camera 360 độ mà chỉ có camera lùi, hoặc là cũng không có kiểm soát hành trình thích ứng. Đặc biệt, tôi hơi dị ứng với những chiếc xe ô tô không có cảm biến trước, mà chiếc Creta này cũng vậy. Như vậy, có thể thấy, mặc dù còn những cái điểm nhỏ chưa thực sự hoàn thiện, nhưng Creta vẫn nổi bật với khả năng vận hành, khả năng cách âm và đặc biệt là trang bị. Theo tôi, đây là một trong những lựa chọn đáng để xem xét khi bạn tìm kiếm một chiếc xe gầm cao và máy xăng. Còn theo các bạn thì sao? Hãy chia sẻ cho chúng tôi bằng cách bình luận ở dưới video. Vâng, video của chúng tôi hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally unhealthily spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this. Freedom is priceless. Spread just like a virus.